không có trách nhiệm phải bảo vệ team của chị Hà thì bởi vì một cái lý do nào đó. Đi về. Đến lượt team Lan Khuê spoil câu nói bị cắt lúc Hà Hồ nổi cơn tam bành, hé lộ một nhân vật bất động từ đầu đến cuối. Mới đây trong một livestream giao lưu với fan, hai thí sinh của team Lan Khuê là Bông Chuẩn và Lê Thu Trang đã có những tiết lộ xoay quanh hậu trường màn cơm bạc của các huấn luyện viên. Lúc chị Hà bước vào là đã trông tới công chuyện đến nơi rồi, chỉ đợi dắt các bạn ra thôi. Dắt người đầu tiên ra là chị Hà đứng dậy đi về, Lê Thu Trang nói. Tiếp lời của đàn em, Bông Chuẩn cho hay mình chỉ nhớ đoạn chị Hà lao như một mũi tên từ trên bục xuống, mình bị giật mình, xong thấy chị Hà chỉ mặt, nói chung cũng căng. Đáng chú ý, Bông Chuẩn còn tiết lộ khi đó Hà Hồ nói nguyên văn để giữ danh dự không thi nữa, đi về. Trong khi đó khi lên sóng, khán giả chỉ được thấy Hà Hồ nói với thí sinh của mình vỏn vẹn hai chữ, đi về. Đi về. Một chi tiết thú vị khác, đó chính là biểu cảm của Alita. Các vị mentor và các thí sinh đều có cảm xúc rõ rệt khi Hà Hồ nổi đoá, nhưng chỉ riêng Alita vẫn ngồi nguyên một tư thế từ đầu đến cuối.